nói chung là nó sẽ vẫn giống như cái mẫu vừa nãy, nhưng mà tuy nhiên là nó sẽ không còn cấp này nữa. Em nói như vậy cho anh dễ hiểu. Đó, hai cấp rồi. Đó. Không còn cấp này nữa. Ô trống ở giữa hai đầu hai ô phụ là hợp lý nhất. Anh chọn pơ mu xương lim anh nhé. Ở chiều rộng nhà anh Cường là 3m9 này. Ở chiều dài là 6m35. Chân gốm miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Mà ấy bằng bê tông thì là phải trước chứ còn thì đã chân gỗ. Đúng rồi, chính xác. Đã làm cái ấy này ở đây rồi thì làm sao mà đạt tường vào nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Thì có sau thì chỉ có làm gỗ hoặc làm theo kiểu gì. Vâng. Thì như vậy là chắc chắn là cái trần của bọn em, ví dụ đây này, anh hình dung đây coi như là cái vách tay bê tông mình. Thì bây giờ bọn em sẽ phải bo theo sát cái này luôn đấy. Phải sát đấy, nó không bo cân được nữa đâu. Ví dụ bình thường cái này ấy, là nó sẽ chống luôn ở dưới cái cấp, đây này, ví dụ là chống giữa luôn ở cấp này. Bây giờ là coi như là cái trần của bọn em phải nhấc ở vị trí bên ngoài rồi. Đó, tại vì coi như đây là cái cự cố định mình không thể thay đổi được rồi. Mình chấp nhận cái điều đó, nhìn vẫn được, cũng chả vấn đề gì ạ. Nói chung là nó sẽ vẫn giống như cái mẫu vừa nãy, nhưng mà tuy nhiên là nó sẽ không còn cấp này nữa. Em nói như vậy cho anh dễ hiểu. Đó, hai cấp rồi. Đó. Không còn cấp này nữa. Ô trống ở giữa hai đầu hai ô phụ là hợp lý nhất. Làm sao cho nó đẹp, nhìn thì tất nhiên rồi, làm phải làm đẹp chứ, anh em mai còn giới thiệu cho em chứ. Đấy, đúng rồi. Tại vì là làm nhà nào ở dưới khu Quảng Yên như thế này chưa? Quảng Yên thì sắp tới em mới lắp. Khả năng sẽ lắp sau nhà anh. Cái chỗ đấy là cái chỗ đây cũng Quảng Yên đấy. Cũng Liên Hòa. Ô đây, cách đây chỉ có 9 cây. Bên qua cầu sông Tranh kia. Dạ vâng, Liên Hòa. Anh chị ứng cọc cho em một xíu trước ạ, 35%, à 30% ạ. Khi nào mà anh chị chát hết toàn bộ cho em lát nền và sơn lót giúp em, báo cho em tầm 2-3 tuần là ok. Kể cả ví dụ như là khoảng tầm sang tuần hay trong tuần nữa anh chị vào nhà mới, báo em vẫn làm kịp. Thoải mái, anh chị hình dung cái trần của bọn em sẽ vào cuối cùng nhất. Chứ nếu mà vào sớm quá ngày mai các kiểu là nó sẽ bụi bẩn. Còn trần là mình không phải chát anh chị nhá, trần trên đỉnh là mình không phải chát. Đúng rồi, chắc ở dưới xung quanh thôi. Nói chung là chị cứ xong xuôi hết tất tần tật, xong bọn em sẽ vào cuối cùng là đẹp nhất. Ví dụ anh chị có thể sơn cho em một cái nước màu trước, và kể để cái nước màu cuối cùng là khi nào bọn em làm trần xong là đẹp nhất, nó sẽ nét nhất. Thì vì tránh cái trường hợp sơn lót cho em được. Dạ vâng. Tại vì chị hình dung là trước khi sơn lót là mình đã doa tường rồi. Đó, nó là như vậy. Tờ bên này, chị xem giúp em này. Ở bên này là thông tin của em và thông tin của anh này. Ok. À, các bạn chị thân mến, là như vậy là em Khánh vừa chốt cho anh Cường tại đây công trình trần gỗ với chất liệu là gỗ pơ mu nhé. Hẹn khoảng tầm độ, chắc phải tầm độ tháng 6, tháng 7 âm anh nhỉ, thì sẽ hoàn thiện hết nhà mình anh nhỉ. Thì có gì anh cứ cập nhật cho em khoảng tầm độ trước khoảng tầm độ 2-3 tuần là ok. Cảm ơn anh nhiều. Các bạn chị thân mến, hiện tại em Khánh trần gỗ miền Bắc đang có mặt tại cái địa chỉ gì em quên mất rồi anh Cường nhỉ, Quảng Yên, Quảng Ninh. Thì vừa rồi là đo đạc mọi thứ và cũng như là chốt công trình trần gỗ với chất liệu là gỗ pơ mu cho anh Cường. Chị gái tên là gì chị nhỉ? Chị Thơm. Và bây giờ mà tất cả anh chị em sẽ đi vào bên trong để xem là không gian là trước khi mà em Khánh thi công trần gỗ nó như thế nào các bạn nhé. Đó, em check lại cái chiều rộng, chiều dài luôn này. Ở chiều rộng nhà anh Cường là 3m9 này. Ở chiều dài là 6m35. Em Khánh có thiết kế cho anh Giai là ở giữa là một ô trống chính, hai đầu sẽ là hai ô phụ các bạn nhé. Kiến trúc trần là hai cấp. Đó, ngoài ra còn thiết kế cả sóng lam cho anh chị ở đây luôn này. Chiều cao sóng lam là 2m9 này, chưa trừ trần. Và cái bề rộng như thế này là 1m6. Ok, cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và cảm ơn chị Thơm nhiều nhé. Và cảm ơn chị nhiều. Đây là
Vâng, cảm ơn chị nhiều. Các bạn chị thân mến, như vậy là em Khánh vừa chốt và cũng như là ký hợp đồng với chị Thơm Anh Cường có tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Một lần nữa cảm ơn chị Thơm rất nhiều. Chị có thể bỏ khẩu trang cho tất cả mọi người biết không chị? Đây là chị Thơm. Chị có chia sẻ rằng là anh Cường và chị Thơm là theo dõi em Khánh cũng đến bây giờ là bao nhiêu tháng rồi chị? Chị cũng chẳng nhớ đâu. Chẳng nhớ nhưng cũng nhưng mà anh ấy hay theo dõi đó. À vâng, cảm ơn chị nhiều. Thôi chúc chị sức khỏe và hẹn một thời gian sớm nhất quay trở lại đây làm đẹp cho không gian là chị nhé. Cảm ơn chị nhiều, cảm ơn chị nhiều. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi clip của em Khánh Trần Cổ miền Bắc. Và đừng quên để lại trong Khánh xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video. Cảm ơn rất nhiều. Em xin phép đi chị nhé. Chị gái dẫn đường em Khánh để đi ra này. Anh chị rất là nhiệt tình và anh Cường và chị Thơm rất là nhiệt tình. Cảm ơn anh chị rất nhiều nhá. Và cũng cảm ơn tất cả anh chị em. Em cảm ơn khá nhiều. Nhưng mà cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi clip đến giờ phút này. Và chúc tất cả mọi người có thật là nhiều niềm vui, thật là thành công trong cuộc sống, và đặc biệt là kiếm thật nhiều tiền để làm đẹp không gian gia đình nhà mình bằng những cái sản phẩm trần gỗ bên em Khánh Trần Cổ miền Bắc. Cảm ơn rất nhiều nhá. Bên em là bên cạnh trần còn có cả gì ạ? Ốp tường, ốp chân tường, mọi thứ. Đó. Cảm ơn rất nhiều ạ. Đây chắc đi vào đây rồi. Chào chị ạ. Em chào chị nhá. Vâng. Chào chị ạ. Dạ vâng, chào chị. Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Thơm, cảm ơn Ê, chào anh nhá. Đây là xe anh Cường này, các bạn xe anh Cường này. Ê, chào anh nhá. Dạ vâng, chào chào anh. Đây xe anh Cường. Đây xe anh Cường và cũng như là chị Thơm, chị cũng vừa về. Ok. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh chị em đã đón xem cái clip của em Khánh Trần Gỗ miền Bắc. Cảm ơn chị Thơm, cảm ơn anh Cường có tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Những vị khách hàng của em tại Quảng Ninh cũng rất là nhiều, và thực sự là anh chị em Quảng Ninh cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều và chúc tất cả mọi người thân hình sức khỏe. Có nhu cầu làm trần gỗ tự nhiên, gỗ xoan, gỗ pơ mu hay là gỗ đỏ, liên hệ trực tiếp online của em Khánh Trần Gỗ miền Bắc là 0395031999. Website là trangomienbac.vn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào. Trần Gỗ miền Bắc, nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.